ញៀវទេតែប៉ះអុយសុំជើងខ្លួនឯងអីចានឹងហីមានតែគាត់ពាក់ហ្នឹងចាឥឡូវងាកមកតារាកិត្តិយសរបស់យើងវិញម្ដងចាតារាមានកំណត់ចូលជើងអុយខំខតទៀតហើយសួរចឹងចាមានស្រុកកំណត់ឯណាដែរអូនចាខ្ញុំនៅភ្នំពេញបងភ្នំពេញតែម្ដងណាហើយសម្រាប់ថាត់វិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាយមានជ័យ จ้านៅบ้านឆ្ងាយហ្នឹងបាទចា៎នៅឃើញមិនតកាននឹងប៉ុន្មានគេនៅកៅគេដឹងអូសំតូនចឹងអូខាងម៉ាក់ច្រឡំខាងហ្នឹងសួរគេតាមពីមិនគេកាត់នឹងទៀតហើយមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមកនៅយូរនៅនៅរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងបង10ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមានតែស្រុកកំណើតយើងនៅហ្នឹងតែយើងមិននៅនេះ10ឆ្នាំហ្នឹងនៅមួយណាគេដែរចា៎នៅមួយអ៊ំនៅមួយអ៊ំហ្នឹងបាទបាទអូនៅតាំងពីយូរដែររយៈពេល10ឆ្នាំតាំង ចាំតាមនៅតាំងពីទូចប៉ុន្តែសក់រហូតដល់ប៉ុន្តែទ្របណោះសៃខេបាទចុះធម្មតានៅពីទូចរៀនយើងប៉ុន្តែសក់គេថារៀងស្ដតទូចចាដល់ពេលធំឡើងគេអាប៉ុន្តែទ្របនេះទ្របនេះបាទហើយយើងកោងទៀតនេះមើលទៅបាទអរគុណហើយចង់ដឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទដំណើរដើមតទៅក្នុងការឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដំបូងហ្នឹងមានបានប្រឡងក្នុងកម្មវិធីណាមួយឬក៏មិនដែរបាទ សម្រាប់ខ្ញុំគឺធ្លាប់បានប្រឡងដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសំពងសំនៀងយុវវ័យបាទបាទជួយឲ្យដែរឆ្នាំណាដែរបាទឆ្នាំ2005 2006បាទហើយទទួលបានជ័យលាភីអត់ទេចប់អត់ពេលហ្នឹងអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំជាប់ទេគាត់ប្រាប់ថាជាប់កំបានរយៈពេលយូរចឹងប្រហែលរយៈពេលយូរក៏ចង់យកខ្ញុំទៅជ្រៀងនោះក្នុងប្រតិកម្មនេះមានអូបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ប៉ុន្តែគាត់យកខ្ញុំទៅជ្រៀង បាទនិយាយទៅពេលហ្នឹងទី2005ហ្នឹងពេលដែលធ្លាក់ភ្លៀងហ្នឹងគឺគាត់យកទៅជ្រៀងភ្លៀងតែម្ដងបងបាទចូលប្រតិកម្មតែម្ដងណោះចូលប្រតិកម្មតែម្ដងណោះប៉ុន្តែដល់ពេលដកខ្លួនចេញពីសិល្បៈក៏ហេតុអីដកខ្លួនមានការងារសិល្បៈខាងក្រៅលើជាប់ប្រឡងបងជាប់ប្រឡងចឹងទៅប្រឡងនៅខេត្តវិញតែលើជាប់ហ្នឹងបាទការប្រឡងប្រឡងការប្រឡងបាក់ឌុបបងនៅខេត្តបាក់ឌុបបាទចឹងបានសិល្បៈរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរនៅពេ
Mi ca chết kết thế nè. Bà lòng mình là bấy ngay ấy. Nhưng vậy bà lòng mà đốt mòn á nè. À tế phụ nè. Mình bên mình thăm bà lòng nhưng tao hiện thế nữa. Cái thiềm bà lòng này hả? Cái thiềm bà lòng. Thế bà chạy ngó buộc cho bà đây. À tế chẳng vậy thân chạy lòng mà đàn á. Còn đài hiện chẳng quả đăng cái bụi. Nhưng cho bà đốt cái dân thờ bà to. Em là một lá nè. Chà bà nhà bắt tiền. Chà trầm trớ. Bà trầm trớ bạch mòn đó chưa. Chà hay cho khang Kara vĩnh. Chà chà nhưng nhóm tập bóng nhóm chuyện ở club nhưng mình càng nghe nhưng chẳng tập về tới quạt đằng tới thay quạt cho mà lên ấy chẳng tới có khi nhưng mình sợ mặt tập phim chẳng quạt đã nhưng châu tới chà châu tăng bị chín năm mà đấy khi nhưng mình sợ mặt tập phim đã nhưng châu tới chà hay đã nhưng châu chuyện xa lệ xa ấy nè á đang tập cắt chén tiệt mong bằng ai nè đang học riêng nè kéo bị chín mới tay như haru riêng xong chỉ nẹt mồ đẻ tiền chẳng á nè cặp buộc co học riêng mốc sầm rót ăn tặng á cái bảo màn mốc đấy nước hàng mốc nè bạn ở miền bắc cái màn tích ấp cái mà bà chà nhóm mình cái định bông mai đợt này đã ở đây khăn nó pe này để tôi nè ở đây con cái chén pe là mốc lấy đầm nữa mốc pin này nó sẽ léo bàn là pin này ở đây vòng mai rồi nè con bị thò một chiếc đây luôn là thò một chiếc đạn tu thò một chiếc đạn tu cần máu khó kỳ chà vẫn to mà tiếc chà vẫn to pì chập đam chỉ vật mặc nông sờ lập bạn vô giang na đây chỉ môi năng chỉ vật sờ lập bạn chỉ môi năng chỉ vật thò mà đá chà chỉ buộc lục thạt tập bóng chà chỉ buộc nhắm khiêm cơ tha vị trí cao là môi sản phẩm được nhắm cơ tha vì bóng bên nơ bóng non hoặc nhắm tăng bị tơi mau và hai năm cuối xem có mấy cái thà năm bật lòng sờ lập bạn đi bàn dưới chân làm mới đai vì có đòn tai chia đòn loa dương và hai co đang thà việc thật thề là bên nào và tái không đọc bên khi mà không không trái như office mà tập hiệp bây giờ một bên nơi một nón hai nâng tôi sẽ cho nó học này bạn chứ mẹ làm gì mày đai sờ bài chết đấy rung phơ bé ba một mông chân bàn châu sờ lập bạn chân ba một cái bàn châu bán cho bán hay một chân chân nơi châu bán hay một cái xa chân dưới cái châu bán rồi pê pê vậy ở đây luôn là ra ngày nâng cốt khăn bóng ma đồn ná khăn cốt đá nâng cốt chô to phá như vậy mà vậy mà nâng cốt khăn xa bà ta cam big man cái mình tẹn tôn ta đưa rù xâm rõ hay ná xâm lên bàn bì rùa đôi mình nẹ ní rù rì ạ cọ bà cà phù cà phò bàn chân bà ta xâm lên cốt bàn đôi mình nẹ nô bình rù rì ạ bà ta xâm lên cốt mưa tà khóa sạp á bà bìm thêm khóc khóc ní à bà thường hố bà ta xâm lên mẹ nế vậy vậy ta tẹo bình play nè dạ nè cục cà đo mưa tà phương
khăng ni vĩnh cha yol yang na dae chivit krao pe da jeung chou salapa khoh mien phiep khoh phlaik ni yang na khoh phlaik ni thon tha pe da jeung a ton chou jeung a soi level pe jeung chou jeung level ba som akon chom lai chom lai chom lai chlao yang lo te te sndu mnea ni pot chue kba khang ni sap mau pe da on a ton chou salapa on a mien level ka saksa ai na teh yo mong ot sao mong ot sao mong te ne na teh chai ngai tha pe at ton chou mae ne oi ba 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 kot ko tha ba san chea ai ko ten chou te khang phnaik mai na ko tha chong chou khang lakhan te sndai kot nyi chi ma doich doich pa kae khang ka phlaing chea kat kho hai kat kho hai kot nyi men bchea nyom uti hoi sdap pe da at ton chou vi alabol le na pe da chou phlok ba keu vi alabol ba ni chou ai ke phlok ba អ្ហ៎ចូលគេអត់ទេខ្ញុំនិយាយកែវខ្ញុំចូលផ្លុកចូលសិល្បៈអញ្ចឹងណាពេលអត់តន់ចូលគឺកែវនឹងនឹងអញ្ចឹងតែពេលចូលផ្លុកគឺកែវនឹងអង្គើបាទមិនអង្គើហើយមានអង្គើដោយសាររវល់យកពាក្យរវល់លេបាទអត់ចូលអត់ចូលអឺឥឡូវសួរលោកម៉ាដូណាវិញជីវិតពេលដែលចូលសិល្បៈនឹងពេលដែលអត់តន់ចូលខុសគ្នាមិនហើយបើតើយើងចង់ដឹងអីខ្ញុំចង់ដឹងគេអញ្ចឹងតារាគេយកមកតែមកដើម្បីផ្ដោតបទសភាមិនសភាមកពិធីកោគ្នាឯងទេបាទសុំអញ្ជើញសួរបន្តខ្ញុំចង់និយាយថាគេហៅបងម៉ាដូណាមិនមែនមកធ្វើពិធីកោទេយល់អត់ចាគេហៅមកឲ្យពិធីកោសួរលើឆ្លើយមកខ្ញុំហ៎ចាខុសគ្នាមិនខ្មិចខុសគ្នាត្រង់ថាមុនចូលមកមុនចូលសិល្បៈគេហៅម៉ាដូណាខ្ញុំឆ្លើយជំនួសចោះខអពេលចូលសិល្បៈហៅហៅពិសេសណែពាក្យនេះត្រឹមត្រូវតនៅរស់អត់ទេមែនទេបាទសំនួរសួរតនៅរស់ការអត់តនចូលសិល្បៈគេហៅលោកលោកអញ្ចឹងដល់ពេលបាទឲ្យចូលចូលសិល្បៈគេហៅកញ្ញាទៅអញ្ចឹងទៅអាមនុស្សយើងមានការប្រែប្រួលព្រោះមុខយើងតាំងពីនេះសុំតែអ្នកលក់ចេកដិតចេកអាំងជាបបងចេកស្ងោចាញ៉ៃទៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានជំនន្តរាគេតយុដែលប្រកាយខាងវោហាហើយប្រកាយខាងផាទៀតចាចាចាអរគុណឥឡូវនេះយើងបានដឹងខ្លះៗហើយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ខារ៉ារួមជាមួយនឹងលោកថាតសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយព្រឹកសិន